gật gà gật gù mẹ, nghe thấy giọng Phương trong Discord tỉnh mẹ luôn. Hiểu hiểu. Đây. Đây ô. Chơi kiểu single đúng không? Single. Còn ai cắt thử vẫn đại yên đúng không? Vào đây. Mời giáo đồ vào. Doi mà. Em tự doi đi, không được mời. Thằng có một mời đây, thằng mời đấy. Mời đấy. Chính mời giáo đâu? Mời vừa tôi xong đi. Đấy, thấy chưa? Hôm trước tôi qua vào chỉnh cái setting rồi nhưng mà nó chỉ chỉnh được mỗi cái ấy thôi không ạ? Chỉ chỉnh được mỗi cái tốc độ ngắm này. Đây là cái như là cái tốc độ ngắm này nó chỉnh có 2 mà cảm giác nó vẫn rất nhanh cái ấy. Cái này là tốc độ quay camera mua nhở, mình cảm giác nó vẫn nhanh nhở, mình chỉnh xuống tận 1 rồi mà nó vẫn nhanh đấy nhở. Ôi kệ, làm quen này. Đây là tốc độ quay camera này, tốc độ quay ngắm này, mình chỉnh xuống 1 mà nó vẫn nhanh với đấy. À đâu, đỡ rồi mấy em. Đeo rồi đấy. Đâu, như thế nào? Ông vào trong một setting này, ông vào cái hình con mắt này này. Đọc cái nào? Nó có hai cái mũi tên này, à cái hai cái mấy cái chỉ sang bên phải này, cái mũi tên chỉ sang phải này, ba mũi tên chỉ sang phải này. Rồi. Hai cái phục mục ấy, mục set camera speed mới cả mục set aiming speed ấy. Rồi thì đỡ nhiều ấy. Ui giời am, chỉnh thử một thôi. Am thì có thể nhảy lên một tiếng được. Ôi sao tôi cần chết này. Máu me đâu. Đúng hả? Chào anh. Mở cái này nào. Rồi làm gì? Chỉnh xuống 1 không ạ? Mở này nào. Đi đâu? Ở có ông zombie trong này. Thế như phải vào đây à? Hiểu rồi. Em biết mở. Mở nào. Ê. Đây đường này. Ở đâu phải? Đường này. Đi đéo đâu. Các bạn đi đường này mà. Hai người thử ra đêm nữa. Đó rồi lại cầm shotgun này. Ôi đéo, móc đâu khẩu shotgun này. Sao ăn tôi cũng có này, con tập trước bao lâu rồi cũng có súng ngắm rồi này. Không, hồi trước tôi chỉ có hai khẩu thôi. Giờ lên đây à? Không biết đi tìm đường nào đi rồi đi thôi. Ok. Ui, tự nhiên quên mẹ nút nhập. Ừ, tự nhiên quên mẹ nút đấy. Đâu đâu mới ấn được. Đây, ấn đây. Ờ, cái này hình như tôi phải ra đọc số để ông ấn. Đây. 02. À. Ở đây, à, 21. Rồi, mở phòng 102 đấy. Đi. 102 có cái vẹo gì? Úi dồi. Úi dồi, có thằng hét. Ui trời. Ok. Ôi nó chạy rồi. Chạy đâu ấy. Ui ui con này gọi zombie ra này. Chà nó chứ. Bắn chết nó đi. Bắn chết nó để gọi thêm zombie ra. Ui thì rồi đi rồi đi rồi. Ui đằng sau nhá. Ui phải. Ui đi mẹ cầm chai. Ui dồi,
Ừ, tôi hết mẹ đạn lục rồi ạ. Đây đạn lục rồi. Mà tôi nhặt rồi. Đéo gì. Đây có cái đồ à. Trên này có con này đây. Mở em nào. Phòng 021 mở. 021 mà phòng nào? 021 thì giờ cũng phòng đi ra mà. Dạ. Dạ. Đây này, bây giờ mở cái phòng này này. Phòng này như là 201. Đây mà phải mở phòng này này. Phòng này này, phải mở phòng này. Phòng ấy nếu tôi không nhầm thì 021 hoặc là lò 012 làm rồi. 012 á? Ừ. Không tombi đấy. Nhìn 012 là phòng này. Ừ, nhưng mở ra xem nó có thông tin gì không. Mày nhọn này. Ôi trời. Mày nhọn này một đá. Chim mua dích ngay. Đường cầu có lá vẩn. 021 này. Không gì kìa. Một. Nếu tôi không nhầm thì cái này sẽ là 201. Ông thử 201 thôi là. Đấy, chuẩn đó. Luôn. Mình chỉ cần nhìn thôi mình đoán ra, bởi vì chỉ mỗi số 2 với số 1 thôi. Ok đi các bạn. Theo kiểu mình ấn đâm vào đầu nó thì nó lại thành ra rắn, thành ra đáng này. Mày nhọn này. Mình ấn đâm vào đầu nó thì nó lại thành ra đá vào cái thùng kia. Có cái gì đâu. Điên mẹ. Hình như tao nhặt được mỗi con ngựa thôi. Mã thôi. À đây, phải mở này. 210. À đây. Mẹ. Phải mở cổng to ạ. Ừ, có khi là thế. Bởi vì chiều lượng mỗi 2 số 210. Cái kiểu là nếu mà mình đi các phòng khác, mình biết số ở các phòng khác rồi ấy. Mình sẽ đo dần cái số cuối cùng này. Phòng này là 201 này, phòng 012 với cả 021 đều có rồi này. 201 bên với cả phòng ấy 102 đều có rồi thì chỉ mũi là thấy rồi. Phương lại nữa phải trừ mà. Để sao lắm ngựa để... thế. Bây giờ lại bỏ số này. 102 là không phải này. Mấy cái phòng của zombie tôi nghĩ là cái phòng. Mở mẹ bừa. Mở hết ra bắn mà lấy tiền nhau. A fifth grader could bust out of here. You just have to punch in the numbers. Mở hẳn cái phòng con quái to đấy 012 đi, 102 đi. Ôi. À con củi thế. Ô cái cấm gì kìa. Tôi thấy không ổn lắm, từ từ thôi. Mày này, ui ôi, ui ôi, căng. À phòng nữa ấy, vẫn đi. Thì nó có thế này này. Ừ, lối đi bị ẩn à. Phòng này chắc là hình như là 20, à 212 thôi. Làm dấu có 212. Thế thôi mở phòng này nào. Phòng 102 nào. Đây là phòng đóng cổng phòng này à, đéo hiểu ạ. Ờ. Bảo phòng này, tôi bắn chết con hét này đi. Cho nó đỡ nguy hiểm. Hét đấy, hét thủ đấy. Mày nhọn này, mày nhọn này. Ôi dồi ôi, cái nó ngồi xuống nó vẫn hét rồi, mình tưởng nó chết chứ. Ôi mày, cũng hào. Ui được máu, anh thầy. Ui, mình giết được con máu. Ừ, giết này được ấy mà. Ăn đi, máu. Để mà đánh con bay nhá, đừng ăn sớm nhá. Thế bây giờ mở nốt phòng cuối đi. Phòng này sẽ là 210. Đi mà mở. 210 thì cái phòng cuối cùng rồi, tôi nghĩ nó sẽ là ở đây. Rồi.
Ơ, bỏ phòng nào đây? Phòng nào đấy? Ông bỏ cái phòng ở trong kia. Ơ, vãi lìn. Đây, ông bỏ cái phòng trong này rồi. Trong này u nhiều đồ lắm, máu này không ạ? Máu trên này này. Nói chung bỏ cái phòng này điểm này. Ui, 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 cái gì đấy? Bình xịt, bình xịt, bình xịt, cứu thương là bình xịt này đầy máu luôn đấy. Máu ở đây không ăn chưa? Máu trên trên trạm không ăn chưa? Rồi. Không bay đi. Con số nào nhỉ? 2102 201 rồi này. Đây, để tôi lấy cho. Để tôi ra dùng kỹ năng đỉnh cao của tôi để tôi giải đố cho. Ở đi. Xong mẹ. Đâu đều. Để tôi thể hiện chứ. Mở nó phòng cuối đi, mở nó phòng cuối là lấy đồ. Phòng cuối là 210. 210 một kìa. 210. 102. 102. 210 là cái phòng kia. Cái phòng cửa tính to à. Tôi kéo nhỏ đá. Ui thằng này trụ thế. Ui thằng này bớt quá. Bớt cùng ông ngáo vậy ơi. Giấu rồi. Mày nhòn này. Ui con đi nếu khỏe thế. Con này con lít cơ hay cái gì mà. Chết rồi. Quái mẹ lao vào đập như đúng rồi mẹ. Giấu rồi đuối ạ. Mệt 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 mệt. Không được con ấy. Được con xe. Ui ui con đấy quái to ạ. Nếu hiểu ạ. Sao có con phụt axit đây này, con phụt phụt đấy là mấy tập trước này. Con boss đấy này, con boss phụt phụt rắm này. Đâu? Đây này, nằm đây này. Đâu? Đây đấy. Nằm to thù thù này. Ơ? À, chắc có nhiều con. Tôi bảo mẹ. Nhưng mà sao mình không phải đánh cái đó nhỉ? Để nó chết mẹ. Nó chết rồi trước. Đợi ông lâu. Đợi ông lâu vẫn lìn mở cái chỗ kia. Cái gì đây? Cái gì vậy? Wait, I remember this place. Deborah must be close. Cái ghế à? Nhớ đâu? Who? Lại về giải đố gì liên quan đến cái ghế rồi. Mở cửa này thôi dài lắm vậy. Tôi phải giải đố. Deborah mở cửa. Ui 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 ui. Ui vãi. Đúng thằng đéo rồi lên. Thằng nó bị vừa chết đấy. Thế rồi lao vào hiếp. Có con nào nằm đây này. Cũng nhìn tí nó dậy lắm. Gặp luôn. Cái gì ấy? Tôi vừa thấy hiện khách ở đây không biết là từ từ ngó nghiêng xung quanh này xem nào. Tôi nghĩ đây có gì nên nhặt được lắm. Ô, đập được cả kính này không đéo lấy rồi. Ô, vãi đá đéo rồi mất rồi tiêu đá. Máy tính người ta máy tính có vẻ xịn đúng không ạ, màn hình to thế xịn này. Ơ đi ơ xịn thật bắn nó đéo làm sao đi tự dẫn xong mấy ngăn kéo này có đồ này chưa có đâu thì... Game này không có cơ chế mở ngăn kéo lấy đồ đâu. Có mở ngăn kéo, ông ngáo mẹ ơi. Đâu? Ngăn kéo, nhưng trong này không có. Hình như có con nào bạn con này trong đây à? Giấu gì á? Xác, xác, xác. Tấm vấp vào xác. Game này nó có cơ chế vấp vào xác mà ngã nếu hiểu. Cái gì vậy? She's not here either. Giấu ở đâu vậy? Ôi, không ở đây. Ở cái gì này? Tôi có thấy hiện nút gì đấy. Ở gì mà lướt qua. Đéo được nhớ. Watch out! Watch out! Ui dồi, ui dồi. Gắt thế. Đạn thấy luôn. Deborah, if you're here, give me a sign.
thân anh bị đá nhờ. Không tuột cái nào. Dạ, tôi đá. Đề phòng vệ sinh nam. À đây, cái game này có thể nhìn qua ấy nhá. Ô gì đấy? Ô ngon. Ô. Ấn bừa ra đồ ạ. À. Đồ ngon này. Bắn vào nó, bắn vào nó. Đấy. Bắn tầm mẹ anh. Xinh phết nhỉ? Ngắm được gương này. Ừ. Nè. Thứ nào? Thứ nào này chứ. Lần đầu tiên nhìn thấy sang trọng. Ô đi. Ô vãi. Gì cơ? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái xanh xanh ấy, tôi mở ngăn kéo mà tôi éo biết là cái gì thôi. Đéo có thì... Ôi trời, cái gì đấy? Ủa? Đi kìa. Còn mày sao? Lướt qua này thật nhanh rồi. Ôi cái gì đấy? Cái đéo gì vậy? Đéo gì hả? Mày này. Mày. Đừng để nó hét. Văn chúng tôi. Riêng con đấy là tôi không cần là bắn thật nhanh. Không, nó gọi là đàn lũ. Vặn nước à? Nó con này rõ ràng lúc vặn rồi. Không có gì cả. Ô, máu đỏ này, máu đỏ này. Ôi ở đâu? Đâu? Đâu đấy? À đây. Mẹ, lúc ấy có máu xanh thì... Đéo để thành combo. Đi, đéo có bài được. Không, phải có máu xanh cơ. Máu xanh với máu đỏ để dành ấy. Lắp vào máu đỏ được 5 cái đấy. Bom này. Có khá nhiều bom. Rồi rồi. Kia nó chéo. Getting kind of tired of you stringing me along. Are you gonna fill me in here or what? Giờ thì tao này. Ôi ôi ôi, mấy anh ấy đang dẫy. Dẫy à? Nằm đây đi, nằm im đấy đi. Còn được 2, còn được 2. Tổng quất. Khổ thân anh nằm như kiểu bị đang bị tổng quất. Đấm đá các kiểu mặt. Đấy có mặt trên gun ammo này. Mẹ có phải level 4 5 đúng. Đây là 7.62 này. Đạn 7 đây. Cứ nhặt đi để em đi. Nhặt rồi. Ơ nhà tôi mà ông vẫn còn à? Tôi tưởng nhà tôi rơi mất chứ. Nó phải như lắm. Đến năm đâu. Mà rồi đâu? Đó là đường này. Đây của ấy thấy. Đẹp. Giờ qua bị nhốt trong kia kìa. Vợ tôi đấy. Đây có đường đi này. Đi đường nào? Một trong hai đường. Mà mở cái này mà. Thùng vào thôi. Kéo đi này. Nhìn phòng thí nghiệm nhìn kinh này. Tất cả đứng yên. Ủa. Nhìn ghê vãi. Đẹp đáng ăn rồi. What the hell is all this? None of these were here 3 days ago. Không ngon. Thứ này chưa tồn tại 3 ngày trước. Đéo ở món xây cái này trong 3 ngày á. Như vậy. Gì vậy? Tháp bị bột đầy. À đa. Hay đa. Liên quan Ada xem ngay. Rồi Ada biến thành con này mẹ rồi. Đẹp. Không. Chúc mừng sinh nhật éo đi. Ada biến thành nha. Úi giời. Đấy, đẹp. Đẹp. Úi giời. Úi giời. Úi giời. Úi ghê vậy. Đó, nhìn mặt mũi vẫn bình thường mà.
Thì là con này biến thành Ada nhưng mà ui ui hóa ra đang Nune đi. Sao anh cắt sớm thế, còn đoạn sau nữa mà băng to đùng ấy mà tiên cũng clip có một tí nè. No, I thought clip ngắn thế. Thế nhớ là mày có clip 6 phút chứ, nhớ clip có 30 giây đấy. Dạy nghe, dạy đến nhau tao nào. Whatever. Kind of. Yeah. Mở này ra kiểu gì? Kéo mở được. Không mở được. Thử bắn qua đây mà. Nếu bắn được luôn. Bền vãi đáy, trúng đạn rồi. Rồi đi, ra yeah, cửa bên kia. Vào đây mình chỉ để lấy cuộn băng ấy thôi. Để ngắm cảnh cửa đây mà. Đây. Cửa đây mà. Đây cửa đây mà. Cửa đây cửa mình đi vào. Dấu hiệu. Ông bị ngáo đá, cửa đây cửa mình vừa đi vào đấy. Hóa ra Ada người nhân tạo. Ada người nhân tạo. Khóa mẹ rồi. Nhắm nào. Rồi. Quay lại thôi. À, 201 này, có số 201. Nhưng mà ấn ở đâu? Tím. Gì áo kêu. Không giờ nào, giấu có máy rồi. Ở đây. Thấy chỗ đánh chưa? Nhanh cái tay lên nào. Let's go. Mình người mở cửa mẹ. À thử mở, thử bấm mấy số khác con. Đi mở ra mấy con quái chết dở. Ui, mở cái đéo vậy? Ơ mở được à? Mở cái gì? Tôi đang sang đây rồi này. Đây một đống thứ bên này này. Tôi đang bấm vừa mấy số, nghe đi mấy tiếng cửa mở. Tôi đang trèo một chỗ cái xác này. Không có phải đâu thì bên này có mấy cái thằng này tôi nghĩ sẽ tỉnh dậy không ạ, mà nó sẽ tỉnh dậy không phải là như Ada Wong đâu mà nó là một cái gì đấy rất là kỳ dị. Gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy, ôi đi, ôi đi, sao mất máu nhỉ, mất máu á? À? Tự nhiên bị mất tí máu. Đây đâu? Ồ, có một chỗ là nhảy xuống này. Có một chỗ là nhảy xuống, một chỗ đi đường này. Ông muốn đi đường nào? Nhảy thôi. Thôi đi phá trước, nhảy sợ không trèo lên rồi. Nhảy có, con đang trèo lên mà. Dưới này một cái phòng thí nghiệm. Tôi đang gặp các phim. Ồ, ông đang đâu ấy? Đang chạy. Bên trên á? Có cái cửa, tôi thấy cửa. Ừ. Tôi đi đường bên dưới, thấy có cái gì đấy. Ở đây có cả bản đồ này. Mở cửa. What the hell? I get it. We have to activate them one by one. Why does everything have to be complicated? Đường ở đây là hết rồi. Đường ra thì mở cửa cái gì không? Chắc phải đường tới rồi. Sophia. Sophia. Mày úp, mày nhìn như người bượn không ạ? Mày như Bigfoot. Đạn này. Đạn cướp đi, kéo đạn. Đạn đấy, thằng này rơi ra đạn không? Tôi nghe tiếng gào gào bọn đường đi. Đây 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 đây. Ở dưới á. Đông nhỉ. Mày nhờ. Mày nhờ này. Come on Helena, we gotta activate this thing. Đây, chó ở dưới chân không ạ? Ngay dưới chân này, ông nhìn này. Ờ, kia kìa có kìa. Bắn mẹ luôn. Kia có hai thanh niên đang bò kìa. Rồi, chết rồi. Bò mấy chúng tôi à. Bò này. Nhòn mấy chúng tôi này. Nhòn mấy chúng tôi này. Trốn rồi. Từ từ ăn. Ôi, cái thằng chói. Cái chói chết rồi. Gì? Lâu rồi. Lên. Nói rồi này, con dưới lại một lên. Đầu quá. Mấy anh thằng tưởng nó chết rồi, vỡ cả đầu chết. Chuyện bét thân nhà đầu nó ra rồi mà nó chưa chết à. Ôi, đông lắm ông ơi.
Ui đi. Đông lắm. Xuống. Làm nào rút bom nhỉ? Gò. Ở đâu? Ép. Giống như bạn tôi rủ chơi cho tớ try CSGO ạ. Đúng rồi. Xuống này. Đây tôi đặt bom tiếp cho bọn nào. Nào là ấn nút này bom nổ. Đây rồi. Ấn... khổ quá. Ui đông vậy đi, nếu nó nổ bom mà nó không ăn thua sao? Ui đông. Ui. Nổ bom mà nó... ui. Nó còn nhổ quá chết mặt tôi ạ. À. Xuống đi. Giết hết bọn trên này á, không có đáng bắn nhau, nó nhảy xuống, hai đầu nó kẹp. Ôi lên nhặt đồ rồi đéo. Ui không phi kinh vậy. Kinh lắm, tạo súng hữu đột ngay. Nè tôi đi bắn lôi cửa tí em. Chị... đâu tí máu xanh nào nhỉ? Rồi bây giờ hết bọn thế này rồi đấy. Bây giờ đi xuống thoải mái. Kéo... còn hai máu rồi ông ơi. Kéo... có cái con tốt này. Ngồi rồi. Hết máu rồi, ai nít máu. Có cái đường cống ngầm này ngồi rồi đó. Đâu rồi. Đây. Cái đường cống ngầm này để cho con bia chú ra. Ông nhìn tôi lăn vào này. Nhìn tôi lăn này. Đứa nào đâu. Đường cống ngầm để cho zombie chúng ta thôi. Ôi tôi đến bên này, bên cửa bên này có nhiều đồ lắm. Mà không mở được. Đâu. Như này. Ông vừa nãy ông có gạt cái gì không ấy? Không. Không có gạt cái gì. Tôi đi được bên này không? Cái chỗ đường mà bên cạnh của tôi ông có gạt cái cần, thanh cần gì không? Không. Đường cũ tôi đấy, chẳng có cái gì cả. Tôi nghĩ là phải gạt cái gì ở trên đấy để mở cái cổng ở dưới này này. Tôi vừa gạt xong ông cho lại vừa vào. Nhưng mà tôi không gạt gì cả. Đây rồi chạy em nào. Nó gạt rồi, mình không gạt lại được mà. Tôi nghĩ khi là cái đường quay lại ấy, đường quay lại nó có cái gì đấy. Đây này, cái chỗ này điểm đánh ơi, cái đéo hiểu, tôi treo đây à. Đây là ai, đây có cần gạt rồi. Ôi chết rồi, ôi tôi gạt rồi, tôi nhốt ở đây rồi. Please. Trời ở đâu không bị nhốt, ở đâu bị nhốt rồi. Cứu tôi. Đang đánh giòm mấy cái lìn rồi. Cút đi con mẹ. Mày. Mày phun. Nằm đi. Ui. Ui thanh niên, ui thanh niên. Ui đi cung mẹ. Mày vô lắm sao. Yep, à, nói là cống này thôi chứ nó chui thật. À đây có một cái cổng để mở đây. Nhưng mà tôi đéo có đường nào để đi cả không ơi. À đây tôi có một cái đường xuống, à đây. Thôi đi rồi, đấy rồi. Đi ô đi kéo hiểu sao mà mình bị túm à. Ui mẹ đông quá. Ông nàng đâu đây? Đang ở chỗ bên cạnh nha. Bên cạnh là chỗ nào? Đợi đi, đừng có đi trước. Đợi cái gì vẫn đứng ở đấy, đi nó đâu zoom nó tự ra. Ui đi kiểu lít phi đao. Rồi, tôi nghĩ là phải chơi bom. Mày ôi đó đi. Đi cùng kéo đi đâu. Ai bỏ ông đứng đấy. Nà mãi. Bọc gái anh này. Ây, gà quá, lên mì anh ơi. Tôi buồn.
ba lối đi được mở này. Ui vãi. Khóa tay sau. Ui ui đéo rồi đánh cũng mạnh đâu đánh. Cắn được mình kinh ấy. Tôi nhổ axit đấy. Lại mở. Ui đi, đéo hiểu. Ui dồi ôi. Đéo, đá nó kinh vậy. Đồ lao, bồ liều đánh bà hơi đau. Mất máu quá. Nào đi lên đây. Lên. Nhanh. Ui dồi ôi. Ôi, đang kéo đan kéo lũ ở đây này. Ui dồi ôi, nó phi ra chai. Kiểu đi phi chai. Mày này, nhờ với tao à? Mày nhờ với tao à? Đồng thế nhỉ? Tôi cũng đang phải chống chọi cái này đây. Có cái gì đấy? Địt con mẹ mấy cà lìn. Con này nó mới đau tủy. Tôi không biết sang cái kiểu gì cả. Tôi đứng bên này tôi bắn thôi. Mày rồi đứng bên này tôi bắn cô vào ông thôi. Ôi đi con mẹ chưa? Bắn cung vào ông cuối cùng bị thằng ấy đánh. Mày quá có bom chí. Em khét mấy con bò mò ấy nhỉ. Mình có cái gì để gạt đâu? Có gạt cho nó cần hai người. What the hell? Có cái chỗ nào để gạt để tôi đi thang này? Nó có một cái gì đấy à, có cái đường đây này. Không phải gạt cái gì bên đấy để nó hạ xuống để tôi đi thang. Giờ có cái mẹ. Hay ông thử gạt lại cần kia được. Không được. Gạt tôi không được gạt lại. Tất cả các cần đều bị đều kiểu thế. Cái hết vẹo ấy. Chả làm gì đâu. Đây. Đúng người mặt mũi. Úi dồi ôi, nó còn thả zombie nữa cơ. Đây, bây giờ nó mới mở cái này để mình đi này. Bố lão bố lên. Đá gì. Cái sạch máu. Tôi cũng thế, ông như tôi còn chắc. Bà đây. Đi quanh quanh xem có máu nó mủng gì không. Ui, hạ một hàng loạt ấy xuống này. Đường vào rồi, chiếc vòi rồi. Thế cái chỗ cầu thang kia nó cho xuống để mà méo. Ai biết.